Người ta nói rằng robot không có cảm xúc và chỉ có các cá thể sống mới có tình cảm. Nhưng đó không phải sự thật. Robot cũng có cảm xúc mà. Nhưng tìm ra người thích hợp thật khó, nhất là khi bạn chẳng có bất kỳ điểm gì cùng với bất kỳ ai và chẳng ai chú ý bạn. Cô đơn thật đau khổ, nhưng trở nên khác biệt cũng có lợi thế đó chứ. Nếu bạn là búp bê từ Squid Game, ít ra cũng chẳng có ai lơ bạn đi đâu. Tất nhiên, họ sẽ sợ bạn đó nha. Nhưng bạn sẽ luôn có thứ mình muốn. Nếu có ai đó cố gắng ngăn bạn, họ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu, bởi vì chẳng giống như người thường. Bạn có đủ loại sức mạnh mà. Điều này sẽ giải quyết mọi thứ mà thôi. Khi bạn là robot, não của bạn hoạt động khác người thường nhiều. Búp bê của ta giỏi toán và khoa học hơn bất kỳ ai khác. Tính điện thật đơn giản, chỉ là đừng đi quá giới hạn, không thì mọi thứ sẽ hơi quá nóng đó nha. Chúng mình sợ những gì mình không hiểu, và nỗi sợ có thể dễ dàng chuyển thành thù hận. Ruby đang thực sự chật vật. Mọi người đang cười nhạo cô, và chẳng ai thích cô cả. Cô thật sự rất muốn tìm một sự đồng điệu. Một ai đó sẽ hiểu cho thân phận người máy của cô. Người nào đó cũng bị bắt nạt, và đôi lúc cũng bị nhiễu sóng. Lúc đó trường học có học sinh mới, tên là Dylan, và cậu ấy cũng là búp bê robot. Ngay từ khi Dylan xuất hiện, Ruby đã bắt đầu có cảm giác giống như bị đoản mạch vậy, theo nghĩa tốt ấy. Và lần đầu tiên họ gặp nhau, ánh sáng lấp lánh bay xung quanh. Nhưng hãy chậm thôi, cùng xem Dylan đã thích ứng thế nào. Giống như Ruby, Andy bắt đầu chú ý Dylan, người thật sự kỳ thị robot. Robot chỉ là công cụ đối với cậu ta, không phải con người. May thay, Dylan chẳng quan tâm lắm. Cậu ấy rất vui khi giúp đỡ cho mọi người. Nhận được sự chú ý của ai đó khó lắm, đặc biệt khi cố giữ kín việc đó. Vậy nên Ruby phải lén lút hành động thôi. Hy vọng rằng cậu ấy nhận được tin nhắn, và đừng nghĩ rằng cô ấy chỉ đang muốn chơi đùa. Ồ, mọi người lại dễ quên đến như vậy. Làm người ngoài cuộc thật khổ mà. Nhưng trở thành robot lại càng tốt hơn, vì trở thành robot tuyệt lắm. Và những trò đùa luôn không thành công với bạn, giống như trò vật nhọn trên ghế sẽ không làm bạn đau. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều khi thiết kế cho con với khả năng chống thủng này. Ha ha, Andy, trò đùa của bạn bị hỏng rồi nha. Bởi vì lời nhắn của Ruby không hiệu quả, cô nàng quyết định nói chuyện với Dylan. Nhưng có vẻ cũng chẳng thành công đâu. Tại vì những cậu trai ngốc nghếch từ đội đá bóng lại thích chọc người khác. Điều mà họ không biết chính là robot chẳng yếu đuối đâu à nha. Ngay cả khi cậu là MVP, cậu chẳng thể thắng nổi cô gái này đâu. Những ngón tay tràn đầy sức mạnh có thể dễ dàng làm cậu hối hận khi đã làm phiền cô đó. Máy chiếu đã quá lỗi thời rồi, tại sao cứ mãi dùng thiết bị cũ rích cứ hỏng hoài vậy, khi thầy có thể sử dụng robot công nghệ cao với hàng nghìn chức năng. Dylan có thể làm máy chiếu, bàn là, máy giặt và cả bệ phóng tên lửa, trong khi đang thưởng thức cà phê. Và đừng quên là cậu ấy có thể làm lò vi sóng nữa nha. Bạn chẳng thể xem phim mà không ăn bỏng ngô. Con người chẳng thể làm như vậy. Nếu như Ruby không ở đây, Andy sẽ trở thành cá ruộng ngô từ những hạt ngô sống mà cậu ta đã ăn. May thay, Ruby đã biến chúng thành bỏng ngô rồi. Một cách để hiểu ai đó rõ hơn chính là kiểm tra tài khoản mạng xã hội của họ. Robot nào cũng làm như vậy, nhưng họ vẫn phải ăn chứ. Chà, robot phải sạc điện, vào pin chứ, và nhiều loại tiện ích khác nữa. Lại là cậu ta. Cậu ta chẳng rút được bài học và vẫn đang cố bắt nạt Dylan lần nữa. Trông thân thiện thì có sao, cậu ấy cứng rắn hơn vẻ ngoài đấy. Nếu Ruby có ngón tay siêu khỏe thì Dylan có khuỷu tay siêu sức mạnh đó nha. Lực ném mạnh đến mức đẩy người bắt ra ngoài không gian luôn. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy cậu ta nữa, đến khi thời sự đưa tin. Khi ta muốn hẹn hò với ai đó, ta nên thử nhiều cách khác nhau để thu hút sự chú ý. Nhưng lớp trang điểm này chỉ là mặt nạ khi ra bên ngoài thôi, nó chẳng thoải mái cho lắm. Vì thế bạn nên là chính mình thì hơn, bởi vì bạn rất xinh đẹp
và cũng nên thích bạn vì bạn là chính bạn đi. Ngay từ khi Dylan xuất hiện, những học sinh khác đã đối xử với cậu ấy như người thật vậy. Ngay cả khi cậu ấy có khá nhiều tiện ích khác biệt, đó thật ra là điểm mà các bạn thích cậu ấy nhất. Dylan có thể làm mọi thứ, ngay cả việc tổ chức tiệc. Và nếu như cậu ấy là vua, cậu cần có nữ hoàng để ủng hộ và luôn bên cậu khi cậu ấy là một con robot. Đây là cơ hội hoàn hảo cho một nụ hôn. Hoặc nó đã thành sự thật. Nhưng Andy phá hỏng mọi thứ như thường lệ. Sao cậu ta lắm trò thế nhỉ? Ruby đang rất buồn. Có vẻ như Dylan thích bạn bè của cậu ấy hơn cô rồi. Nhưng cô vẫn có thể vui vẻ mà, đúng chứ? Hoặc ít nhất quay video nào đó cho vui. Nhưng camera lại bị hư, tại sao chứ? Ruby nhanh chóng nhận ra vấn đề. Khi chúng thấy cô, chúng lại đứng im. Ruby buồn Dylan lắm, nhưng cô nàng chẳng thể tránh xa cậu ấy. Họ có quá nhiều điểm chung. Ngay cả bữa trưa cũng giống nhau nữa. Đây là sự trùng hợp ư? Hay nó là tình yêu đích thực? Đến nước này rồi thì không thể chối nữa. Và sớm thôi, robot của chúng ta đang bắt đầu biết yêu rồi. Họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Robot cũng đỏ mặt nữa kìa. Đặc biệt là vào ngày hẹn đầu tiên. Hào hứng quá đi. Nhưng cũng lo sợ nữa. Lỡ như hỏng thì sao? Dylan không chú ý rằng Ruby đã hôn lên tay cậu. Đầu của bạn có thể đã quá tải, nhưng đừng quên nghe bộ phận xử lý nha. Nó luôn biết có chuyện gì đó. Chúng ta không thể lơ là việc học. Dylan đang rất stress vì cậu ấy chẳng học đủ để thi. Nhưng cậu ấy không nên lo. Robot chỉ cần cập nhật dữ liệu là xong. May cho Dylan, Ruby có đủ dữ liệu mà anh ấy cần. Cô nàng chỉ cần tải thôi. Chuyện đơn giản mà. Chỉ đừng quên kiểm tra virus nữa nha. Không thì lớn chuyện đó. Robot cũng biết đau lòng nhiều như người vậy. Nếu như họ bị cắm sừng. Đau lòng quá. Người cậu thích lại đang tán tỉnh người khác. Nhưng đừng vội kết luận. Mọi thứ không phải như vậy đâu. Đừng phản ứng ngay chứ. Thử xem chuyện gì đang xảy ra đã. Không thì bạn sẽ phải hối hận đó. Ruby rất vui khi gặp Dylan, ngay cả khi gương mặt cô chẳng biểu hiện mấy. Và sàn nhà lại ngập đầy nước mắt cô. Nhưng cãi nhau một chút là chuyện thường. Con người và robot cần phải bày tỏ cảm xúc. Cứ để cô ấy ở riêng đi. Đồng cam cộng khổ đem con người lại gần nhau. Khi hành tinh đang gặp nạn, bạn chẳng muốn giữ lại hận thù đâu. Một tiểu hành tinh siêu bự đang bay về trái đất. Và chỉ có laser mới có thể tiêu diệt được nó. Dylan chẳng thể làm một mình được. Nên Ruby chẳng còn lựa chọn khác. Cô có thể cứ giận cậu ấy mãi. Nhưng sao lại vậy? Thế giới sắp tan rồi kìa. Và sau đó, phép màu đã đến. Trái đất an toàn rồi. Và cặp đôi robot của ta lại có cơ hội rồi nè. Robot Squid Game được tung hô như anh hùng vậy. Giờ họ có thể bỏ hết những xung đột. Và cuối cùng tình yêu đã nở hoa. Đây là ngày tuyệt nhất đấy. Nhưng rồi Dylan lại làm nó càng tuyệt vời hơn. Nhìn thoáng qua, mọi thứ vẫn như cũ. Trừ việc có vẻ như mọt sách đang là xu hướng. Kể cả bọn đầu gấu cũng phải sợ. Với người đến từ vũ trụ khác, thật khó để tin vào mắt của họ. Có vẻ như thế giới này dành cho Dylan. Và giờ cậu là một trong số họ. Nhưng đó chẳng phải điều kỳ lạ duy nhất. Hóa ra ở thế giới này, Ruby không phải là cô lao công. Ngược lại, người lao công là cô đó. Vũ trụ song song thật điên rồ mà. Nhưng bộ đồng phục và cây chổi biết rõ chúng thuộc về Ruby. Cho dù cô có cố bỏ chúng đi như thế nào chăng nữa. Cùng xem Dylan thế nào. Rõ ràng Dylan đang tận hưởng nơi này. Nhóm thiên tài toán học rất phong phú đó. Họ giống như cá mập của khoa học vậy. Bởi vì khi họ không tán tỉnh các cô nàng, họ lại làm thí nghiệm.
Thảo nào mọt sách lại nổi tiếng. Họ có thể dễ dàng biến chiếc điện thoại cũ thành iPhone đời mới. Cảm ơn điều kỳ diệu của khoa học. Người duy nhất chẳng thấy vui ở đây là Jim. Có vẻ như cậu ấy vẫn như cũ ở đây, giống như ở thế giới cũ vậy. Mặc dù cậu ấy biến thành điện thoại trong một lúc. Cậu ấy có thể giữ nguyên trạng thái đó, nhưng Dylan thấy tội lỗi và sử dụng máy in để mang Jim trở lại. Jim cứ như cá gặp nước ở vũ trụ này vậy. Cậu ấy đã từng là chú hề của lớp, và cậu vẫn vậy. Nhưng cậu không biết cách họ đối xử với những kẻ pha trò ở đây. Ở nơi đây, mọt sách chính là vua, và mọi người khác đều phải cúi chào. Họ không nói chuyện nhẹ nhàng với người lạ. Họ bắt mọi người tuân theo truyền thống cũ. Một trận đấu sinh tử trong ngục tối và rồng. Chỉ có chiến binh xứng đáng mới vượt qua được sự phán quyết của ngục tối. Liệu Jim có tuân theo truyền thống cũ này hay không? Tất nhiên là không. Cậu ấy chẳng nghe theo gì cả. Ngay cả trong thế giới này, Jim đã tạo tiếng vang xấu rồi. Những kẻ mọt sách đang lo sợ, nhưng họ chẳng để Jim thắng. Tại nơi này, mọt sách là luật. Ngay cả trò chơi cũng có ma thuật nữa, nên tấm bài đảo ngược sẽ đấu lại trò đùa và đảo ngược nó về phía cậu ta. Mỗi khi cậu ta cố gắng trêu đùa ai, nó đều thất bại. Nhưng chưa xong đâu. Nỗi sợ của Jim, điều tệ nhất xảy ra trong vũ trụ này là sự ngu ngốc. Giờ Jim là trò đùa của cả trường. Cậu ấy còn được đề cử giải ngu ngốc nữa. Trong khi đó, Dylan lại rất nổi tiếng. Những cô gái ngầu nhất trong trường đều thích cậu. Nhưng họ xem Jim như là dịch bệnh vậy. Cậu ấy bị bỏ rơi rồi. Và cậu cần phải làm gì đó thôi. Cậu và cô Ruby quyết định trốn thoát. Nhưng cánh cổng bị khóa rồi. Chẳng có gì trong cái tủ kỳ quặc này cả. Chuyện gì vậy? Phải rồi, họ đã đến đây cùng với nhau, nên họ chỉ có thể rời đi cùng nhau mà thôi. Không có Dylan thì không được đâu. Nếu ta muốn quay trở về thế giới cũ, ta phải tìm cậu ấy. Không thì ta sẽ mãi kẹt ở đây mất. Trong cái thế giới điên khùng cai quản bởi mọt sách, là nơi Ruby chẳng thể rũ bỏ bộ đồ lau công này được. Lâu lắm rồi, mọt sách hòa thuận cùng với nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi những kẻ ngoại bang tấn công. Những kẻ đó chẳng chấp nhận truyền thống của họ. Chúng phá luật lệ và hành động kỳ quặc. Chỉ có Dylan mới có thể hòa nhập ở đây. Jim đang cố hòa nhập với nhóm cá mập khoa học. Họ đối xử với cậu như cậu là chuột lang vậy. Họ bảo cậu đó là vinh dự lớn. Biết đâu, có lẽ trong vài năm nữa cậu cũng thành mọt sách. Cậu chỉ cần vượt qua vài thí nghiệm thôi và quay về từ không gian bằng cách nào đó. Những cậu mọt sách này cứng hơn Dylan tưởng. Cô Ruby cũng muốn làm cách mạng. Cô ấy không muốn trở thành người quét dọn, cho nên cô ấy thách đấu tay đôi với vua mọt sách. Andy kẻ toàn giác, kẻ cai trị loài rồng. Andy đệ nhất. Ruby sử dụng hết những kiến thức về bề mặt ẩm ướt để làm điều không tưởng. Ngôi vị của Andy đang lung lay. Ngay cả khi Jim đang ở trong thế giới mọt sách một lúc rồi, cậu ấy vẫn chưa quen. Phòng tập trông lạ quá. Nhìn đi,
họ đang tập cho bộ não và cơ bắp của họ cùng một lúc. Chẳng ai để ý rằng Dylan đã trở về. Nhưng đây, anh ấy là huyền thoại. Đây là pha chiếu tướng nhanh nhất trong lịch sử trường học, tại nơi mà cờ vua chính là môn thể thao phổ biến nhất. Anh ấy là siêu sao đó. Nhưng người như Jim chắc chắn sẽ phải gặp nhiều khó khăn đó. Trò ping pong cũng rất phổ biến. Và những mọt sách là chuyên gia thực thụ đấy. Jim chưa từng thấy ai chơi thế này trước đây. Sao mà họ nhanh như thế được? Xem họ chơi thật bất khả thi mà. Bạn cần góc nhìn của mọt sách đó nha. Hy vọng của cô Ruby biến mất tiêu rồi. Cô nhớ cuộc sống trước kia, đến mức mà cô thà dạy học hơn là đọc tạp chí trong khi học sinh đang làm bài. Cô từng nghĩ dạy học chẳng phải điểm mạnh của cô, nhưng dọn dẹp. Jim vừa quay lại kịp lúc để nhắc nhở cô về kế hoạch trốn thoát. Nhưng để trốn thoát, họ cần phải có Dylan. Tủ khóa sẽ không hoạt động mà không có cậu ấy. Ta phải hành động nhanh lên và trốn thoát khỏi sự tấn công của mọt sách đi. Bạn thích video mới này chứ? Vậy hãy bình luận bên dưới và kể mình nghe phần nào bạn thích nhất. Gặp lại bạn sau tại Trum Trum Trick nha.